Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chào Ngày Mới của Truyền hình Nhân dân. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, xin kính chúc quý vị sẽ có một ngày nghỉ thật là vui vẻ bên cạnh gia đình. Còn ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình sáng nay. Thưa quý vị, sau khi phát hiện ra hơn 20 ca F0 tại cụm dân cư thuộc phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, vào ngày hôm qua 20 tháng 11, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã tiến hành dựng hàng rào để có thể phong tỏa khu vực này. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho những người dân liên quan đến hơn 20 ca dương tính mới này. Những trường hợp F1 đang được cách ly tại nhà và chờ đưa đi cách ly tập trung. Tính đến tối qua ngày 20 tháng 11, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận thêm 217 ca COVID-19 mới, trong đó có 106 ca cộng đồng tại 24 quận huyện trên địa bàn thành phố. Ngay trong chiều ngày 20 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra văn bản hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho F1 trên địa bàn toàn thành phố, trừ những người ở 4 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Quy định này áp dụng với các F1, người ở cùng nhà với F1, người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ F1 hoặc những người cách ly tập trung đủ 7 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2 được chuyển về cách ly tại nhà. Theo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, trong ngày 20 tháng 11, thành phố ghi nhận 508 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Quận Ô Môn có số ca mắc cao nhất trong ngày với 145 ca. Số ca nhiễm COVID-19 ở Cần Thơ tính đến ngày 8 tháng 7 đến nay là 16.287 ca. Trong số ca mắc mới thì có 162 ca cách ly tại nhà, 46 ca cách ly trong khu cách ly và 99 ca ở khu phong tỏa, 180 ca tầm soát ở cơ sở y tế, 21 ca tầm soát cộng đồng. Tổng số ca mắc theo quận huyện Ninh Kiều là 4.014 ca, Bình Thủy là 2.754 ca, Thốt Nốt là 2.622 ca, Ô Môn là 2.139 ca, Cái Răng là 1.415 ca, Thới Lai 787 ca, Vĩnh Thạnh 606 ca, Phong Điền 624 ca và Cờ Đỏ 444 ca. Trong ngày thì có 277 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi lên con số là 9.220 người. Trước việc dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành kế hoạch về việc cách ly F1 và quản lý cách ly điều trị F0 tại nhà trên địa bàn thành phố. Trường hợp F1 được cách ly tại nhà là những người đã được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19, người từ 60 tuổi trở lên, người có bệnh nền, người khuyết tật, phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người dưới 18 tháng tuổi. F1 cách ly tại nhà 14 ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. Trường hợp F0 cách ly điều trị tại nhà khi không có triệu chứng lâm sàng hoặc là có triệu chứng nhẹ, đã tiêm đủ ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày, có đủ 3 yếu tố sau, từ 1 tuổi trở lên, không có bệnh nền và không đang mang thai. Người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà được trạm y tế theo dõi và quản lý tối thiểu 14 ngày, kết thúc cách ly điều trị tại nhà khi mà đáp ứng điều kiện đề ra. Hơn 73% F0 tại thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị tại nhà có nguy cơ thiếu thuốc điều trị COVID-19 đặc hiệu. Và trước tình hình này thì Sở Y tế thành phố đã đề nghị là Bộ Y tế cần phải cấp phát thuốc và nhờ sự trợ giúp của các tỉnh lân cận trong khi chờ đợi. Lãnh đạo thành phố khẳng định là sẽ không để bệnh nhân COVID-19 thiếu thuốc và ngành y tế thì sẽ huy động tối đa lực lượng để có thể hỗ trợ người dân. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có hơn 52.000 ca F0 đang điều trị tại nhà, nhưng thành phố thì không còn đủ số lượng túi thuốc C, thuốc điều trị COVID-19 đặc hiệu. Trước tình hình này, Sở Y tế thành phố đã có văn bản khẩn gửi Bộ Y tế đề nghị cấp phát thuốc. Thì hiện nay chúng ta chỉ còn tồn trong khoảng 2.000 gói, tức là các cái phía bên chỗ các cái đơn vị mà trực thuộc đã sử dụng rất là tốt. Và trong thời gian tới thì Sở Y tế cũng đã có một cái báo cáo với Bộ Y tế là xin 100.000 cái gói thuốc C để cho thành phố Hồ Chí Minh để dự trù trong cái trường hợp mà chúng ta có những cái ca không tăng lên. Túi thuốc C chỉ sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ và sự đồng thuận của bệnh nhân, chống chỉ định đối với bệnh nhân F0 dưới 18 tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc có kế hoạch mang thai, người có bệnh lý nền về gan, thận. Hiện những F0 đang điều trị tại nhà, không phải bệnh nhân nào cũng cần túi thuốc C mà thành phố đang thiếu. Bệnh nhân cũng cần phải hoàn trả thuốc khi không sử dụng. Tùy tình trạng của mỗi bệnh nhân, ví dụ bệnh nhân không có triệu chứng thì mình sử dụng gói thuốc A trước. Hay khi nào bệnh nhân mà có những triệu chứng siêu hấp thì bắt đầu mình sử dụng gói thuốc B. Đây là một loại thuốc nó sử dụng có điều kiện và được kiểm soát một cách đặc biệt. Cụ thể là
là những cái người mà đồng ý sử dụng thì phải có một cái cam kết là đồng ý là phải tuân thủ một số điều kiện nào đó theo cái mẫu của Bộ Y tế. Và nếu mà vì lý do gì đó đang trong quá trình sử dụng mà anh không sử dụng nữa, hoặc là chuyển trên tuyến trên, hoặc là bất kỳ một lý do bất khả kháng gì đó không sử dụng được thì phải hoàn trả lại thuốc này chứ không được giữ. Ngành y tế thành phố đã kích hoạt lại các trạm y tế lưu động, yêu cầu y tế cơ sở chuẩn bị mọi phương án để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân khi số ca mắc tăng cao. Dù trong hoàn cảnh nào thì cũng sẽ không để bệnh nhân thiếu thuốc. Bộ Y tế vừa đề nghị các địa phương xem xét phê duyệt việc rút ngắn thời gian tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca để đảm bảo tiến độ tiêm chủng. Bộ Y tế đề nghị các sở y tế căn cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, hướng dẫn của nhà sản xuất và hướng dẫn của Bộ Y tế về tiến độ tiêm chủng, hiệu lực của việc bảo vệ khi mà tiêm mũi 2 để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố về thời gian tiêm vaccine mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca. Tiếp tục chương trình sẽ là những nội dung đáng chú ý khác. Ngày hôm qua 20 tháng 11 là ngày cuối cùng ga Cát Linh Hà Đông phát vé miễn phí trong 15 ngày kể từ ngày 6 tháng 11. Theo ghi nhận của phóng viên thì lượng khách đổ về ga Cát Linh tăng mạnh hơn so với những ngày trước. Do ngày 20 tháng 11 là ngày nghỉ cuối tuần và cũng là ngày cuối cùng phát vé miễn phí, cả vé gửi xe và vé tàu nên có nhiều người tham gia trải nghiệm tàu cao tốc hơn. Tàu Cát Linh Hà Đông bắt đầu hoạt động từ ngày 6 tháng 11, giờ mở tuyến là 5 giờ 30 phút và đóng tuyến là 22 giờ hàng ngày. Được biết, bắt đầu từ hôm nay ngày 21 tháng 11 năm 2021, ga Cát Linh Hà Đông sẽ chính thức bán vé tàu và thu tiền gửi xe. Cụ thể, giá vé ngày là 30.000 đồng, không hạn chế số lượt đi trong ngày. Đối với vé tháng sẽ bán cho đối tượng ưu tiên, gồm học sinh phổ thông, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, công nhân các khu công nghiệp với giá vé 100.000 đồng một tháng. Giá vé tháng bán cho các đối tượng không ưu tiên là 200.000 đồng một tháng. Vé miễn phí sẽ áp dụng cho các đối tượng được miễn tiền mua vé theo quy định. Sáng ngày 20 tháng 11 tại thị trấn Mường Xén, tỉnh Nghệ An đã diễn ra lễ khởi động xây dựng trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện miền núi Kỳ Sơn cũng như hướng tới xây dựng trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn đạt chuẩn quốc gia, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam đã đầu tư hơn 110 tỷ đồng để xây dựng và cải tạo. Công trình được xây dựng trên diện tích 26.000 m², thiết kế hiện đại, khoa học với hơn 40 phòng học, 8 phòng chức năng, 122 phòng nội trú và 42 phòng ký túc xá, một nhà đa chức năng và các công trình phụ trợ khác. Công trình sẽ được xây dựng và hoàn thiện trong vòng 9 tháng. Sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng công tác dạy học và rèn luyện thể chất của thầy giáo, cô giáo và học sinh trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn. Ngày 20 tháng 11, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Phước đã xác định được chiếc xe tải chở dầu điều làm chảy xuống mặt đường quốc lộ 14 vào chiều tối ngày 19 tháng 11 cùng với người điều khiển chiếc xe tải bồn này. Chiều ngày 19 tháng 11, chiếc xe tải bồn chở dầu điều từ một công ty trên địa bàn xã Tân Thành ra quốc lộ 14 đi tỉnh Đắk Nông. Trên đường đi thì dầu điều từ thùng xe chảy mạnh xuống hai bên mặt đường. Đến khu phố 2, phường Tiến Thành, tài xế mới phát hiện nên là đánh xe quay trở lại công ty. Hiện trường để lại là vết dầu điều chảy dài hơn 6 km trên quốc lộ 14. Thời điểm xảy ra vụ tràn dầu là giờ cao điểm. Nhiều người dân khi tham gia giao thông, hàng chục người cũng như là công nhân đi xe máy bị dầu điều làm trơn trượt, ngã và bị thương. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau một thời gian được khống chế thì hiện nay dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trở lại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và đẩy người chăn nuôi rơi vào khó khăn kép khi mà giá lợn hơi hiện cũng đang giảm sâu. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì tỉnh Ninh Bình đang tập trung nỗ lực dập dịch nhằm ngăn chặn dịch bệnh tái bùng phát, lây lan để phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, đảm bảo nguồn cung ứng cho dịp cuối năm. Tại tỉnh Ninh Bình từ tháng 9 đến nay, sau những đợt mưa lớn, dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh trở lại. Tính đến nay, dịch đã xuất hiện ở hơn 2.000 hộ chăn nuôi với trên 10.000 con lợn bị nhiễm bệnh, phải tiêu hủy gần 800 tấn. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, tỉnh Ninh Bình đã cấp hơn 10.000 lít hóa chất cho các huyện, thành phố để triển khai khử trùng, tiêu độc môi trường, đồng thời tăng cường giám sát đến tận cơ sở hộ chăn nuôi. Trong cái thời gian tới, thì cũng như các cái biện pháp đang triển khai đồng bộ với các địa phương, thì chúng tôi cũng đã
tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và đặc biệt là cái công tác hướng dẫn xử lý các ổ dịch. Và bên cạnh đó thì cũng tăng cường cái tuyên truyền để cho người dân, người chăn nuôi người ta nắm được để tăng cường các cái biện pháp phòng là chính, vì đặc biệt đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi thì chưa có vaccine cũng như chưa có thuốc đặc trị đối với cái bệnh này. Do đó cái công tác phòng là chính, phòng là trên hết để hạn chế các cái mầm bệnh phát sinh và làm lây lan dịch bệnh. Hiện tỉnh Ninh Bình có khoảng 280.000 con lợn và tình hình dịch bệnh chủ yếu xuất hiện trong chăn nuôi hộ nhỏ lẻ và đang được kiểm soát ở quy mô hẹp. Để duy trì và kiểm soát tốt được dịch, tỉnh Ninh Bình kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo, dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, ảnh hưởng tiêu cực cho người dân và cộng đồng, đồng thời thực hiện tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, vụ thu đông, đôn đốc triển khai nghiêm túc đồng loạt tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường để tiêu diệt mầm bệnh. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Chính phủ Singapore đang nới lỏng một số biện pháp hạn chế xã hội chặt chẽ áp đặt để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 sau khi tình trạng lây nhiễm ổn định trong tháng qua. Từ ngày 22 tháng 11, các giới hạn xã hội và hoạt động ăn uống sẽ được mở rộng cho tối đa 5 người tại Singapore. Quy định hiện tại cho các hoạt động này là tối đa 2 người được tiêm chủng. Các bộ trưởng trong chính phủ Singapore cho biết số ca nhiễm và tình hình bệnh viện nói chung đã ổn định và được cải thiện. Số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày của Singapore đã giảm trung bình xuống dưới 3.000 trường hợp. Khoảng 85% trong số 5,45 triệu người của đảo quốc này đã được tiêm chủng. Tuần này, Singapore đã tiếp đón các giám đốc điều hành hàng đầu của các công ty lớn trên toàn cầu tại một loạt các hội nghị đánh dấu sự dần trở lại bình thường. Hội đồng Y tế cấp cao Pháp vừa ra khuyến nghị tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường cho người từ 40 tuổi trở lên sau khi hoàn thành 2 mũi tiêm đầu tiên trước đó 6 tháng. Điều này thì cũng đồng nghĩa với việc là hơn 50% dân số Pháp sẽ đủ điều kiện để nhận mũi tiêm thứ ba. Hội đồng Y tế cấp cao Pháp cho biết việc mở rộng mũi tiêm tăng cường cho những người đủ điều kiện là cần thiết trong bối cảnh virus SARS-CoV-2 đang lây lan mạnh và mức độ hiệu quả của những mũi tiêm đầu tiên theo thời gian đã giảm từ 30% đến 70% sau 6 tháng. Cơ quan này cũng cho biết các báo cáo nghiên cứu mới nhất cho thấy mũi tiêm tăng cường phát huy hiệu quả đối với những người ở độ tuổi từ 40 trở lên. Dựa trên số liệu thống kê dân số, sẽ có khoảng 52,6% người Pháp đủ điều kiện để nhận mũi tiêm tăng cường. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông ủng hộ việc mở rộng độ tuổi nhận mũi tiêm tăng cường. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA lần đầu tiên phê chuẩn một loại thuốc giúp cải thiện chiều cao cho những trẻ em lùn. Thuốc Voxzogo do công ty dược phẩm BioMarine của Mỹ sản xuất đã được cấp phép sử dụng tại Mỹ để điều trị cho những bé trên 5 tuổi mắc chứng bệnh sụn không phát triển, còn gọi là achondroplasia. Quyết định này đồng nghĩa với việc những trẻ em có dị tật này vẫn còn cơ hội tăng trưởng chiều cao. Theo các viện y học quốc gia của Mỹ, bệnh sụn không phát triển là một rối loạn tăng trưởng do đột biến gen di truyền ở xương, ngăn cản sụn phát triển thành xương. Người mắc bệnh này khi trưởng thành chỉ có thể cao trung bình khoảng 1,2 mét. Bệnh này có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe như các bệnh về hô hấp, cong cột sống, béo phì và viêm tai mãn tính. Vừa qua, 12 chiếc xe buýt chạy bằng điện đã được đưa vào khai thác tại thành phố Sydney thuộc bang New South Wales của Australia. Những chiếc còn lại trong tổng số 40 xe của dự án trị giá 36 triệu đô la Australia đang tiếp tục được sản xuất tại đây và sẽ được đưa vào vận hành trong vòng 6 tháng tới. Những chiếc xe buýt xanh sẽ được sử dụng để chuyên chở hành khách trên các tuyến phố trung tâm của thành phố lớn nhất của Australia là Sydney và một số khu vực lân cận. Trước khi đưa vào khai thác dự án này, thành phố Sydney đang sử dụng 15 chiếc xe buýt điện để đánh giá việc vận hành các hạ tầng đi kèm, bao gồm hệ thống điện, lưu trữ năng lượng, các trạm sạc và cơ sở bảo dưỡng sửa chữa. Bang New South Wales đang có kế hoạch trong 10 năm tới sẽ thay thế toàn bộ hơn 8.000 xe buýt sử dụng động cơ diesel bằng xe điện trong nỗ lực cắt giảm ô nhiễm. Trước đó, bang này đã hoàn thành trước thời hạn 4 năm cho mục tiêu chuyển đổi toàn bộ mạng lưới đường sắt sang sử dụng các phương tiện không phát thải. Tiếp theo sẽ là những nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra hôm nay. Thưa quý vị, thừa giáo viên môn học này, thế nhưng lại thiếu giáo viên môn học khác. Trường này thiếu, trường bên cạnh thừa.
Năm học này thừa, nhưng năm học sau lại thiếu. Tất cả đang tạo nên một nghịch lý thừa thiếu giáo viên, ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận bình đẳng giáo dục của một bộ phận trẻ em. Theo báo Nhân dân hàng tháng, thì hiện cả nước có tới 103 cơ sở đào tạo sư phạm. Tuy nhiên, khả năng và sự kết nối giữa các cơ sở này với nhau, cũng như giữa cơ sở đào tạo sư phạm với các đơn vị liên quan như là cơ quan quản lý giáo dục, các trường phổ thông thiếu chặt chẽ, chưa tạo được thành chuỗi cung ứng nguồn nhân lực trong giáo dục. Mấu chốt để giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên hiện nay là gắn việc đào tạo với nhu cầu thực tế. Thưa quý vị, sau hơn 30 năm các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật được xã hội hóa, rất nhiều vấn đề từ thực tiễn đặt ra là đã đến lúc cần phải được nhìn nhận và kịp thời giải quyết để nâng cao vị trí văn hóa và văn học nghệ thuật trong đời sống xã hội ở giai đoạn phát triển mới. Theo báo Nhân dân, thì để các hoạt động xã hội hóa về văn hóa tiếp tục được phát triển đúng hướng, sự lãnh đạo của Đảng và điều tiết của nhà nước cần tiếp tục được triển khai trực tiếp, cụ thể và mạnh mẽ hơn. Trong từng thời kỳ nên có định hướng và đặt hàng các đề tài cho phim ảnh, phim truyền hình, các loại hình nghệ thuật, không chỉ của đơn vị nhà nước mà của cả các đơn vị tư nhân thông qua xã hội hóa. Các đơn vị này cần được phép cạnh tranh công minh bằng tác phẩm. Trong khi đó, trên báo Quân đội Nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết Việt Nam điểm đến an toàn của du khách và của các nhà đầu tư. Liên tiếp trong mấy ngày qua, thì tỉnh Quảng Nam rồi Phú Quốc, Kiên Giang đã đón những đoàn khách quốc tế đầu tiên tới du lịch Việt Nam sau gần 2 năm gián đoạn vì dịch COVID-19. Không có những cái bắt tay, không nhìn thấy những nụ cười tươi, nhưng chủ nhà và khách thì đều thấy trong mắt nhau sự tin tưởng, tinh thần lạc quan, Việt Nam sẽ lại là điểm đến yêu thích của du khách quốc tế. Và thông điệp lớn lao hơn là ý nghĩa về sự an toàn của Việt Nam dành cho tất cả các du khách, các nhà đầu tư trong bối cảnh bình thường mới. Thưa quý vị, từ đầu tháng 11 tới nay, thành phố Hà Nội ghi nhận khoảng 3.000 ca dương tính, gần bằng tổng số ca tính từ đợt đầu dịch thứ tư đến hết tháng 10. Dịch tại Hà Nội đang nóng lên từng ngày khi mà số ca cộng đồng tăng cao, liên tục phát sinh các ổ dịch không rõ nguồn lây. Trả lời báo Thanh Niên, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Bùi Hải, trưởng khoa cấp cứu và hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, kiêm phó giám đốc Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 cho biết, 80% bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện là F0 thể nhẹ, không triệu chứng. Hà Nội nên sớm có phương án cho phép điều trị F0 không triệu chứng tại nhà. Lý do Hà Nội có tỷ lệ tiêm vaccine 2 mũi cho người dân rất cao, vì thế rất nhiều người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng hoặc là tải lượng virus rất là nhẹ. Thành phố Hồ Chí Minh gấp rút chuẩn bị đón học sinh trở lại là nhan đề bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày hôm nay. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến học sinh thành phố trở lại học trực tiếp từ ngày 10 tháng đến ngày 12, đầu tiên là khối 9 và 12 và mở dần ra các khối khác. Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện xây dựng kế hoạch mở cửa trường học, đón học sinh đi học trở lại theo cấp độ dịch. Về cách xử lý F0 khi mà học sinh trở lại học, thì một cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho hay là sẽ tham khảo ý kiến của ngành y để có thể đề xuất biện pháp phù hợp. Các trường sẽ được tập huấn về phòng chống dịch trong tình hình mới và cũng như là cách thức xử lý khi mà phát hiện F0. Trước bối cảnh già hóa dân số, thì mô hình bệnh tật thay đổi với sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là trong gần 2 năm qua khi sự bùng phát của dịch COVID-19, trong khi y tế cơ sở vẫn còn nhiều bất cập và chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Do vậy, theo báo Đại biểu Nhân dân, để cơ sở phát huy được hiệu quả thực sự là pháo đài bảo vệ sức khỏe của nhân dân, thì việc tiếp tục xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở ngày càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Chính phủ thì cũng cần phải quan tâm thực hiện điều chỉnh chế độ, chính sách đối với nhân viên y tế các trạm y tế tuyến xã, phường, nhất là với y tế thôn, bản ở vùng đặc biệt khó khăn, sao cho phù hợp. Quý vị khán giả vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ thì chương trình Chào Ngày Mới sẽ được tiếp tục với những phần tin hấp dẫn khác với phần trình bày của biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý vị, vấn đề ô nhiễm không khí đang trở thành thách thức lớn đối với công tác quản lý môi trường ở nhiều đô thị. Nếu như trước đây chỉ số chất lượng không khí còn là một khái niệm gì đó khá xa vời, thì bây giờ kiểm tra chất lượng không khí tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố, nơi mình sinh sống, lại trở thành thói quen vào mỗi buổi sáng của rất nhiều người dân. Trước thực tế đó, thì việc đưa vào những giải pháp thông minh để giám sát chất lượng không khí là hết sức cần thiết. Đây là xưởng sản xuất của công ty cổ phần thông minh MK,
với lĩnh vực sản xuất chính là các loại thẻ thông minh. Trong quá trình sản xuất, việc chất lượng không khí trong nhà máy bị giảm sút là điều khó tránh khỏi. Trước thực tế này, ban lãnh đạo công ty đã tìm nhiều giải pháp để giám sát, cải thiện chất lượng không khí trong nhà máy, bảo đảm sức khỏe của công nhân. Một trong số đó là đưa những hệ thống thông minh giám sát chất lượng không khí vào vận hành. Do chính sách của ban lãnh đạo nhà máy, cũng như đặc thù của công ty, đó là sản xuất thẻ nhựa và thẻ thông minh, nên là bên mình rất chú trọng đến việc theo dõi chất lượng không khí, cũng như là các cái giải pháp để thay đổi, cải thiện chất lượng không khí trong công ty, nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ công nhân viên trong nhà máy. Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi đã quyết định sử dụng 4 thiết bị và hiện nay đang lắp vào trong khu nhà xưởng để theo dõi về chất lượng không khí. Hệ thống nói trên mà công ty cổ phần thông minh MK đang sử dụng là một sản phẩm của T-Monitor, một startup chuyên về hệ thống giám sát chất lượng không khí. Theo đó, hệ thống T-Monitor có thể giám sát được 13 chỉ số chất lượng không khí, từ những chỉ số thông thường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, đến những chỉ số có hại cho sức khỏe như nồng độ bụi mịn, khí CO, CO2, SO2. Đối với các hộ doanh nghiệp mà có nhu cầu quan sát chất lượng không khí, ví dụ như là các nhà máy, xí nghiệp, các cái trường học, thì cái mục tiêu đầu tiên đó là đảm bảo cái sức khỏe của người lao động, của học sinh, sinh viên ở trong cái môi trường đó. Cơ sở dữ liệu mà chúng tôi cung cấp ra có thể giúp cho phía doanh nghiệp đưa ra được thêm các quyết định để đảm bảo sức khỏe cho công nhân, cho người lao động. Tuy không phải là người đầu tiên nghĩ đến việc giám sát chất lượng không khí bằng hệ thống tự động, nhưng T-Monitor lại ứng dụng rất thành công hai trong số những xu hướng công nghệ nóng nhất hiện nay vào hệ thống của mình là IoT và học máy. Các công nghệ này giúp T-Monitor có thể vừa giám sát thời gian thực, vừa cảnh báo các khủng hoảng xảy ra ở môi trường làm việc trong nhà, nơi có mật độ người cao như công xưởng, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại. Hệ thống còn đưa ra phân tích về điều kiện môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng. Nhờ ứng dụng học máy để kích hoạt cảnh báo, T-Monitor có thể cảnh báo người dùng khi phát hiện những chỉ số bất thường ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Trong quá trình mà chúng tôi phân tích dữ liệu đó thì chúng tôi có thể đưa ra được các cái khuyến nghị dành cho người dùng, đó là chúng ta sẽ phải xử lý cái chất lượng không khí như thế nào, hoặc là chúng tôi có thể là dự đoán được cái xu thế dữ liệu, xu thế cái chất lượng không khí để chúng ta có được cái biện pháp để khắc phục chất lượng không khí trong môi trường làm việc tốt hơn. Được biết, nhờ mục đích thiết thực cũng như tính ứng dụng cao trong cuộc sống, T-Monitor đã đạt rất nhiều giải thưởng lớn như giải nhất cuộc thi IoT Startup 2019, danh hiệu Sao Khuê 2019, Top 50 Công ty Khởi nghiệp AI Toàn cầu 2019, Nhà vô địch Châu Á-Thái Bình Dương INM Watsonville. Thưa quý vị, chỉ cách Hà Nội khoảng 130 km, thảo nguyên Đồng Lâm, Lạng Sơn đang là điểm đến yêu thích của mọi gia đình. Với những cánh đồng cỏ xanh mướt, thảm thực vật phong phú, những vách núi đá hoang sơ, hồ nước trong xanh, thác nước và suối, thảo nguyên Đồng Lâm mang vẻ đẹp vừa hùng vĩ lại vừa hữu tình, làm say đắm biết bao du khách. Thảo nguyên Đồng Lâm nằm tại xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Thảo nguyên có hai mùa rõ rệt. Mùa mưa thường khoảng từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm, cả vùng đất Đồng Lâm ngập chìm trong nước. Vào thời điểm này, chỉ có thể sử dụng phương tiện là bè mảng. Thời gian còn lại là mùa khô. Nước rút đi, thảo nguyên hiện ra với cánh đồng cỏ được bao quanh bởi dãy núi đá vôi hùng vĩ và thơ mộng. Thảm cỏ xanh mướt không chỉ làm nên vẻ đẹp cho Đồng Lâm mà còn là nguồn thức ăn dồi dào cho gia súc. Đến Đồng Lâm mùa khô, bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho những hoạt động du lịch của mình. Hàng trăm hecta rộng lớn không chỉ có cỏ, núi mà còn có hồ nước trong xanh. Một trong những hoạt động rất là thú vị chúng ta có thể được trải nghiệm khi đến với Đồng Lâm đó là sẽ được chèo bè mảng.
người dân Hữu Liên gọi hồ Đồng Lâm là rằng Đồng Lâm. Ở đây luôn có sẵn rất nhiều bè mảng. Đây là phương tiện di chuyển của người dân vào mùa nước lên. Người dân hết sức thân thiện, họ sẵn sàng chèo bè đưa bạn đi du ngoạn hồ nước. Ngồi trên bè, đưa mắt nhìn lên, sẽ thấy bốn bề một màu xanh mướt, một không gian bình yên và thơ mộng. Người dân Hữu Liên thuộc vị trí lòng hồ như lòng bàn tay, thế nên họ biết rõ chỗ nào có nhiều cá. Vì thế chỉ cần một thời gian ngắn theo chân họ là bạn đã thu hoạch được rất nhiều cá. Ở khu vực Đồng Lâm, đặc biệt là quanh khu vực lòng hồ Đồng Lâm này, thì có những cây rau rừng và có thể chế biến thành những món ăn đặc sản của địa phương. Và như chúng ta, bên cạnh chúng ta đứng đây là những cây lá đẻn và sẽ để chế biến món ăn của cá mà chúng ta vừa đánh ở dưới lòng hồ Đồng Lâm lên ăn rất là ngon và là món ăn đặc sản của địa phương. Một ít rau rừng, một mớ cá tươi, qua đôi bàn tay khéo léo của người dân là có ngay những món ăn thơm ngon và hấp dẫn. Rất là ngon, cá thì rất là ngọt, đậm vị, cũng mùi tanh một chút nào cả. Lá đẻn, lần đầu tiên em thưởng thức cái lá này, chát chát một chút, chua chua một chút. Và cái hương vị đó thì tạo ra một cái vị rất là riêng cho món canh cá rất là đặc trưng của người dân Hữu Liên tại đây ạ.